Vâng, xin chào quý vị và các bạn trở lại với channel Hùng Xe Hơi. Thì trong video này thì em cũng sẽ chia sẻ những cái thay đổi và một số điều mà không phải quý khách hàng nào cũng biết khi chúng ta đang tìm hiểu và tham khảo mẫu Ranger Raptor. Đầu tiên thì Ford Ranger Raptor sẽ ra mắt vào khoảng 2019. Và đến nay thì chúng ta đã có đến 2 lần nâng cấp rồi. Thời điểm trước thì chiếc xe này sử dụng hệ thống đèn pha cốt là LED và bi halogen, thì hiện nay chúng ta trang bị toàn bộ là full LED giống như các sản phẩm khác như Everest hay Ranger Wildtrak. Thứ hai là về giá bán, thì thời điểm trước Ranger Raptor có giá bán là 1.198.000 đồng. Tuy nhiên thì sang 2021 mức giá niêm yết cho các màu xe sẽ là 1.202.000 đồng. Duy nhất có một xá mà quý khách hàng đang xem trên màn hình đây thì chúng ta có giá cao hơn 7 triệu, tức là 1.209.000 đồng. Trên phiên bản 2020, so với phiên bản 2020 thì mẫu xe này đã thay đổi loại lốp tiêu chuẩn kèm theo xe. Kích thước la răng vẫn vậy, tuy nhiên thì lốp sử dụng là lốp Uric, và cái theo công bố như là sản xuất thì lốp này tăng khả năng bám đường cũng như là độ êm ái khi vận hành tốt hơn so với cái phiên bản lốp cũ. Thứ tư và cũng là điều quan trọng nhất về những khách hàng đang tham khảo động cơ 2.0 biturbo thì mã lực vẫn giữ nguyên 213 mã lực 500 Nm. Tuy nhiên thì nhà sản xuất Ford cũng đã cam kết là trên những sản phẩm 2021 biturbo như Everest, Ranger hay Raptor thì chúng ta yên tâm hoàn toàn về độ chảy dầu trên bửa cam và cổ turbo. Vật liệu trên hộp số cũng như là bánh rong thì cũng được thay đổi bằng vật liệu tốt hơn, thì chúng ta không quá quan tâm nữa về những cái lỗi trên phiên bản 2021 này. Thứ ba, cuối cùng là về mức giá lăn bánh, thì mặc dù là dòng bán tải, tuy nhiên Ranger Raptor lại có mức phí đóng thuế trước bạ giống như xe con nhé. Tức là chúng ta đóng 12% ở Hà Nội, 10% ở tỉnh thành và một số các tỉnh như Hà Tĩnh 11%, Lào Cai, Quảng Ninh 12%. Giá bán hiện nay thì mẫu xe này có thời điểm chúng ta phải mua đến những gói phụ kiện 30-40 triệu đồng kèm theo xe. Và trong thời điểm đầu năm là thời điểm mà giá xe thường giảm sâu nhất cùng với đợt tháng 7 âm lịch. Mẫu xe đang có chương trình khuyến mại một gói phụ kiện dao động từ 15-20 triệu đồng kèm theo xe. Với quý khách hàng lăn bánh tại Hà Nội hay một số tỉnh đóng thuế 12% thì chúng ta lăn bánh sẽ dao động vào khoảng 1.440.000 đồng. Với mức giá này thì chúng ta xe được trang bị sẵn một nắp thùng, đi kèm với đó là bảo hiểm thân vỏ 1 năm và gói phụ kiện kèm theo xe. Với khách hàng ở tỉnh địa phương thì chúng ta sẽ chuẩn bị giúp em 1.370-1.380.000 đồng. Chi phí lăn bánh tần tật, xe cũng đã được trang bị nắp thùng cũng như là bảo hiểm thân vỏ kèm theo xe. Trên đây là những cái video chia sẻ nhanh về một số đặc điểm tính năng trên Ranger Raptor 2021. Quý khách hàng có nhu cầu quan tâm và tham khảo về giá xe có thể liên hệ trực tiếp với em qua line đăng ký kèm trên video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.